Tổng hợp từ Trung tâm Y tế huyện Cờ Bang, từ đầu năm 2023 đến nay, địa phương ghi nhận 90 trường hợp nhập viện do sốt xuất huyết. Trong đó, địa bàn có nhiều người mắc, gồm thị trấn Cờ Bang và các xã Tơ Tung, Sơn Lang, Công Pla và xã Đông. Đó, mọi lần là cứ sốt là cô uống thuốc 1-2 liều thế này thì nó bớt sốt. Nhưng mà tại sao đợt này thì không thấy nó bớt, mà rồi nó nhức mỏi người này, rồi thì đau đầu này, đêm ngủ không được. Hôm qua về đây xét nghiệm thì bảo sốt xuất huyết. Ngay sau khi ghi nhận các trường hợp mắc sốt xuất huyết tại các địa phương trên địa bàn huyện, ngành y tế Cờ Bang đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, hệ thống chính trị tại cơ sở, tổ chức khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi xung quanh các ổ dịch, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức, chủ động diệt lăng quăng, bỏ gậy xung quanh khu vực sinh sống của mỗi gia đình. Công tác là diệt lăng quăng gọi là quan trọng. Chị thấy cái lăng quăng bỏ gậy nhiều lắm đây, rất nhiều lăng quăng bỏ gậy. Mình phải làm sao là tất cả những cái dụng cụ mà xung quanh nhà mình, những dụng cụ chứa nước, nhất là những cái dụng cụ chứa nước mưa là ướp lại. Còn cái phun hóa chất là chỉ là nói diệt những con muỗi trưởng thành thôi. Những cái chai lọ rồi thau chậu chứa nước mà thường là có nước mưa đấy, chúng ta nên úp hết xuống để lăng quăng bỏ gậy nó khỏi phát triển. Đến thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện Cờ Bang đã tiến hành phun hóa chất đợt 2 tại tất cả các tổ dân phố, thôn, làng thuộc các xã thị trấn có ghi nhận người mắc sốt xuất huyết. Tuy nhiên, ghi nhận tại cơ sở cho thấy, một bộ phận người dân vẫn còn tỏ ra chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch khi chưa quan tâm làm tốt công tác diệt lăng quăng bỏ gậy. Thậm chí, có người còn khóa kín cửa nhà, không cho nhân viên y tế phun hóa chất, diệt muỗi, dù gia đình đang nằm trong vùng có ổ dịch sốt xuất huyết bùng phát.